giờ dạng nè, nói cho cô nghe coi, bây giờ ủa thi xong rồi nay vô đây làm gì vậy ta? Vô học cô. Học gì nữa nè? Học nhớ thi xong rồi mà. Thi xong rồi giờ học cách điều chế chủ quán. À. Rồi trong quá trình học bếp như thế á, thấy cái chương trình đào tạo bên cô á như thế nào? Và các giáo viên như thế nào, có thể chia sẻ để cho những cái các bạn mà có nhu cầu học sau để tìm hiểu thêm về bếp ba không nè? Em thấy bếp ba dạy rất là ok, với giáo viên rất là nhiệt tình và dạy rất là tỉ mỉ. Em thấy như vậy, thấy rất là ok. Rồi trải qua một cái quá trình thi như vậy, rồi em quay lại như em học là em thấy những cái thầy cô như thế nào? À, có nhiệt tình chào đón em không? Có thực hiện đúng cái lời hứa như ban đầu không nè? Có cô rất là nhiệt tình chào đón chứ. Vậy là muốn ôm khóc luôn chứ. Muốn ôm khóc luôn. Mừng. Muốn ôm khóc mừng luôn hả? À, thật ra ở chương trình bếp ba của cô á, luôn luôn tư vấn các bạn là sao? Các bạn học rồi, các bạn thi rồi thì các bạn cũng có quyền quay lại. À, nhiều khi á, là mình nói, nhiều khi á, là các bạn không tin. Nhiều khi á, ở chỗ nào mà dạy như vậy, như điều bây giờ có người thật việc thật thì hỏi để chia sẻ cho các bạn khác tham khảo thôi. Có sao nói vậy, mình không cần phải phô trương hay gì hết. Để giấy không có thể gói được lửa rồi đó. Mình học rồi, mình những cái có bếp có thường những có món mới á. Cơ sở những có món mới rồi mình đến mình học để mà trao dồi thêm kiến thức của mình. Nói thêm luôn, sau khi mình tốt nghiệp ra trường, mình đạt cái loại xuất sắc như vậy đó, rồi những cái dự định của mình trong tương lai là làm gì? Thì vào mình cũng bánh mở quán. À, em có cái ấp ủ là mở quán rồi, em có dự định khi nào không? Và cái làm cái nghề có giống như cái nghề mà em học không? Có chứ, em dự định là cuối năm tốt nghiệp. Tại vì trong quá trình em đăng ký học có làm đăng ký bếp trưởng với pha chế. Dạ. À, thì em dự định mở là bên nghiêng về bên nấu ăn là bên nấu bếp. À, nấu ăn. Dạ, giờ nấu ăn. Và mình sẽ khởi nghiệp ở tại Cần Thơ luôn. Hay là mình đi đâu? Qua Phú Quốc. Dạ. Có nghĩa là bạn khởi nghiệp ở Phú Quốc nha các bạn. Thì sau này mà những cái bạn học viên mình hay team mình á mà có qua Phú Quốc á, nhớ là có đồng môn ở bên đó để qua bánh mình ăn không có bị chặt chém nha các bạn. Nhớ để chia sẻ luôn cái tên quán nè, vị trí ở đâu nè. Nhiều khi sang năm mà bếp ba qua bánh mà du lịch thì sẽ ở quán em là xuyên suốt từ sáng tới tối luôn á. Rồi ok, vậy nào là cô mọi người qua bên Phú Quốc thì em chào đón. Rồi rồi anh cứ để nha. Đồng thời cảm ơn cơ sở đã tạo điều kiện cho em hết lòng để em tiếp xúc. Rồi cảm ơn em. Thì thật ra là em là cái học viên mà lại là ưu tú và có tiềm năng nhất là trong quá trình cô đào tạo, thì cô thấy là rất là tốt, cũng xứng đáng đạt cái loại giỏi nữa. À, mà hơn cái loại giỏi nữa chứ, là hình như là cô nhớ làm là loại xuất sắc, là bên bếp mà loại xuất sắc đó nha các bạn, nhớ nha. À, các bạn hãy hiểu rằng loại xuất sắc là có nghĩa là một cái gì nó đột phá rồi thì chắc anh Dạng làm đồ ăn chắc rất ngon đi nữa. Các bạn mà có đi Phú Quốc thì nhớ ghé quán của bạn Dạng nha. Hãy subscribe.